Vâng, xin chào hết quý anh em gần xa. Thì trước mặt anh em đây là một ít Acer. Thì ví dụ đây thì mình sẽ có là con 5532. Nhưng mà 5532 đây là có hai loại nha. Cùng là hàng Acer hết. Nhưng mà một loại là 5532 đơ thôi. Còn thằng này cũng là 5532 nhưng mà tới hai chữ đơ đằng sau. Đấy, hai chủ đơn sau thì cái loại này là đắt nhất. Giá tiền nó lên quanh đâu đó khoảng 8 đến 10 ngàn hoặc mười mấy ngàn một con tùy. Con này thì thấy cái chữ nó sắc nét ha. Ridaser là một hãng linh kiện của Nhật thì phải. Thì đây là một loại. Đây cũng là một loại. Hàng này thì chuẩn rồi. Nó không phải hàng giả đó. Giả là nó sẽ đặt tên một cái tên khác, còn như tên này chắc là người này là không giả đâu. Thì nó khác nhau hai chữ đơ. Tất nhiên là tài liệu nó sẽ khác nhưng mà nữa ngồi mà phân tích cái này thì nó phức tạp lắm. Thôi cứ cắm vô là hát, mà cái con này thì tiếng nó sẽ hay. Và nó cho băng thông rất là rộng, băng thông rộng lắm, chất tiếng hay. Vì mình đã thử nghiệm rồi, con này rất là hay. Rồi tiếp tới là mình đang có, đây là con cũng con này là con 4558 bơ, cái chữ là Kia, đúng cái tên xe Kia quá ha. Thì cái con này thì bản thân cái con này thì mình không mình mới mua, nhưng mà sau giờ lục lại thấy trong 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 đồ là có rồi, sử dụng rồi mà không biết lấy từ đâu ra đây. Thì 4558 thì cái con này mình đang mua là khoảng 3.000 một con. Hồi xưa là cái con này nếu mà hàng Ridaser á, thì hàng mà nếu hàng Ridaser thì mình mua cách đây khoảng mấy vài năm thì có 2.500 một con thôi, mua tại chợ Nhật Tảo, nhưng bây giờ là tới 3.000 đây mình mua theo cây, anh em nó bán phế liệu mình mua thôi. Đây Ridaser, còn cái loại này là hàng đúng Ridaser này, 4558 đơ, 45 là hàng mới luôn. Và hàng mới này với giá là mình mua là với giá là 4.000 đồng một con, 4.000 đồng một con. Chắc là hàng chính hãng đó. Thiệt giá thì không biết. Đây 4558, 4558 là 58 bơ. Rồi có một loại 4558 nữa, 4558 đơ, mà hàng đây là RBC. RBC này, cái RBC này thiệt sự là mình tháo trong cái âm ly Ariran cái 203 thì cái chất tiếng cực kỳ tệ luôn, cực kỳ tệ hại, dở lắm. Mình cũng từng chia sẻ anh em mà cái con này cái chất tiếng nó dở cực kỳ. Thế thì sau khi mà con này hát dở quá thì mình chơi sang đợt đấy Acer nhiều mà mình thay hết con này. Cái tiếng nó lên nó khác trời một vực lực, nó lột xác hoàn toàn. Nghe tiếng nó hay hơn hẳn, hay hơn rất là nhiều luôn. Đây là hai mẫu 5532. Còn 4558 thì nó khác hẳn thôi, nhưng mà hàng này là 4.000 một con, 4558 đơ của Ridaser. Còn đây là 4558 bơ, nó khác nhau nha các bạn. Cái hàng kết đây, ví dụ như mình mua như thế này nè, cái hãng này của cái hãng này kết, đặt loại kết phải không, kết thì còn thứ này rẻ, còn lại thứ này thì nó đắt hơn. Còn 7 con 5532 đấy. 5532 thì 4.000. Thì đỡ đánh giá thật sự như thế nào thì như con 4558 thì mình cũng từng test băng thông rồi. 4558 thì cái băng thông của nó rất là hẹp, nó qua khoảng chừng 20 hạt là bắt đầu nó méo rồi, tần số nó méo rồi. Nhưng mà con đối với con 5532 thì nó lên tới vài chục ký luôn. Qua 20 hạt sóng sinh nó vẫn còn đẹp, nó tròn vẹn, nó rất là đẹp, cho nên là giá tiền là cao.
Thì ở đây thì mình sử dụng hai loại đây thôi, 4558 và 5532. Ở đây thêm có cái loại loại này nữa, loại này nữa, thử mình test thử cái chất tiếng nó ra làm sao, thử cái chất tiếng nó ra làm sao, không biết nó có hay không. Giờ cái đây cũng nhớ là có, chắc là có tháo đâu ra này, nhưng mà hiện tại mà mới mua thì một cây đây thì chưa biết như thế nào, để test thử. Mình hồi xưa mình có sử dụng một con 5534 5534 đơn, 5534 thì cái con là 8 chân đó là con đơn, con hai xịn ri rời sơ như thế này. Rồi có dòng TL072 nữa, TL072 nữa. Ví dụ như bây giờ như đây thì đây là một số sơ sưu tầm này. Ví dụ như con này là con TL072 này, con này là nó dùng phép, Visa nó dùng phép này. Con này cũng khá là đắt nè, tầm mấy chục ngàn một con nè. OBA 2134BA này, khá là đắt. Con này là RSER gì đây, 4564 gì đây, 4560 đi RSER. Nhưng đây là những con ISO hàng tháo máy nha. Con này là 4558BA, 4558 để dành thôi, thử đồ. Ở đây là sơn 4558 nữa. Đó, con nhiều chứ hả? Để dành thử đồ TL071. 071 thì nó là một con ISO kép. ISO đơn, ISO đơn. Đây 4558 đây là tháo Nhật nè. 4558 sơ. Cái này như nhớ là tháo trong phòng máy hiện sóng này. Những con ISO nguồn. Phần nguồn. Đây là 5532N. Hàng cũ. Nếu mà hàng mà nó chuẩn chỉ rồi thì thay mà ISO, con ISO xịn lên thì nó sẽ tạo màu sắc cho âm thanh. Còn hàng mà chưa chuẩn chỉ như cái đợt mình dùng cái Ariran á, này. Cái hàng sát của nó vẫn còn nè. Tháo ra nghiên cứu được nguyên si đấy. Thì thay con 5532 vô chất tiếng ra khác một trời một vực, nó khác, nó lột xoát, nó lột xác khác hẳn luôn, chứ không phải mà kiểu lợ. Thì cái video chia sẻ anh em xem một số ISO mình có và như anh em đánh giá thử, ví dụ như là làm sao để phân biệt một con ISO, ví dụ RIDASER thiệt, RIDASER giả, nó có thằng giả không, chắc là có đó. Nhưng mà đấy thấy cái chữ nghĩa cũng sắc nét, chân cắn nó cũng đẹp. Còn những ISO mà đóng chân của nhiều hồi xưa mình có một thờ mình tìm hiểu và thấy có một loại số ISO nó đóng lại chân nữa. Đóng lại chân thấy kinh khủng lắm. Ví dụ như những ISO như thế này này, những con này này, xưa có một anh bạn tặng cho một mớ mà ISO đóng chân lại, kéo chân mỏng manh lắm, là đau lơ tơ mơ là nó gãy liền rồi. Con 5532 này này cũng là 4558 nhưng là 4558 bơ đơ rồi gì đấy, thì mỗi con nó sẽ có một chức năng khác nhau và cái thông số nó sẽ khác nhau, nó không giống nhau đâu. Chạy thì chạy đã được, nhưng mà nó ví dụ như BA 4558 này, mấy con này mình tháo trong máy ra tiếng rất là hay. Ví dụ từ đây thì nó sẽ mài số, không biết cái con gì mài số hết, nhưng mà mấy con này còn sống mài số hết. Mấy con này là đắt tiền nhất này. Con này ngày xưa có hai con mà tháo máy được hai con mà giờ quăng đâu mất con rồi. Con này là dùng phết phi sai, nó là dùng phết của Motorola nè, chữ M là chắc là ha. Rồi đôi điều chia sẻ anh em như thế, anh em xem thử có cách nào mà phân biệt ISO tốt ISO giả không, xịn không xịn không.